đói quá nha. Rồi, hôm nay mình quay cái clip nướng bánh tráng ha các bạn. Nướng các loại bánh tráng. Nướng cái nào mà vàng tươi mà vừa chín không bị khét là cái bánh tráng ngon. Một cái đã chín. Nhưng mà không có vàng tươi. Này, có chỗ trắng, chỗ đen, chưa có vàng tươi. Trời, cái bánh tráng này xem sao. Cái này mình có thể đổ thừa là tại do trời tối quá. Bánh tráng này kinh nghiệm nướng bánh tráng từ năm trước qua năm nay, kinh nghiệm 2 năm rồi. Em không có biết nướng đâu. Thật ra là anh nướng đẹp hơn em. Cái này nó vội quá, không có hợp với em. Em mà làm phải làm những cái việc gì mà nó kiên nhẫn đó anh. Ê trời đất ơi. Ôi khét bà con ơi. Xoay, xoay cho chín biên trước đi. Sao khó thế? Ở ngoài chưa chín mà ở trong đã khét rồi. Thường ở trong dễ chín lắm, nướng chín vòng vòng ngoài lại trong để vô cái là chín liền. Ở ngoài làm như là dày hơn giữa anh. Ừ, nó dày chứ nó trống nó lâu có chín nữa. Giữa mỏng quá. Rõ như trở bánh tráng nè. Đúng, người ta nói trở mặt như trở bánh tráng luôn, phải là ha. Trở liên tục luôn. Thay đổi liên tục luôn ha. Mà nó vẫn khét. Rồi. Ủa, sao mẹ cũng chở mà những cái bánh tráng mẹ thú vị quá vậy. Thôi đổi đi. Xong một cái thứ hai. Đổi tài đi. Đổi tới đi, một đổi cái đi. Thứ ba. Thôi. Nướng phải rút kinh nghiệm chứ nhất quá tam chơi. Không được, tại không có khéo tay nó vậy á. Đây là cái thứ hai. Cái này nó hơi khác cái thứ nhất ha. Nó đen. Nó đen đâu? Nó đen ở chính giữa mà ở ngoài thì nó trắng ha. Và cái thứ ba, cái này ở giữa nó có cái lỗ sẵn rồi, khỏi sợ nó khét luôn. Hai giờ đổi Khánh vào nướng đi. Thôi thôi, Khánh nó nướng làm sao mà còn mà ăn. Cái này nướng ra cái da tăng sét. Tự nhiên mới lại nhà bạn trai chơi mà biểu bà má của bạn kêu là con nướng giùm bác mấy cái bánh tráng đi. Trời ơi, rồi làm sao ngao cho nướng liền. Thôi khét đen. Dạ thưa bác, con không biết nướng, nhà mẹ con nướng không. Nhỏ lớn không biết nướng cái bánh tráng nữa hả? Không, mẹ con làm không hề, con không có biết. Vậy vô thử một cái đi gái, thử cảm giác nướng sao gái. Lật như lật bánh tráng vậy đó con. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng một hồi vẫn có một lỗ đen thui. Đây mẹ có muốn coi được cái tài năng của con không? Rồi. Coi thử đi. Thử đi. Mẹ nướng xong cái này tới con nha. Đúng rồi. Mẹ coi tài năng của con nè. Một phát ăn luôn nè. Chưa gì hết nó đã ra. Rồi tới con vô. Vô đi, để gom lửa lại cho.
gom than lại một nồi cho nha. Này nướng còn 5 tát. Ôi chao, trời đất ơi, gì vậy mẹ? Nóng. Rung tay. Rồi, vô. Mẹ cầm cầm này. Rồi, tới con vô. Thật ra là cái thứ ba nó đã siêu đẹp hơn cái tiếp. Thứ nhất và cái thứ hai rất nhiều. Trời ơi, để đây nó nóng cái điện thoại quay luôn ta. Nóng mồ hôi luôn hả anh? Rồi, tới con gỡ nướng nướng nha. Cái này không phải là tại mình nướng không có khéo đâu, mà tại cái người tráng không khéo nào. Mọi người coi kỹ nha. Ngày này nó mỏng lét luôn. Vòng vòng đây mỏng lét, chính giữa nó hơi nhô lên, nó dày dày. Con gái nướng cái kiểu gì mà nó ít lật dữ ta. Này là một người rất là trung thực. Ủa sao con sàn nó dữ vậy? Coi chừng hồi cái giữa khét nha con, nướng vòng vòng biên. Con mai chuối. Kéo sẽ ra nướng biên trước, vòng vòng trước. Thấy chưa, đâu có dễ đâu. Thấy vất vả, thánh quá à. Con quay chỗ khác. Bỏ cái này xuống. Kéo ngay cái khoảng trống, kéo chỗ khác cao lên cho nó đừng có tiếp xúc lửa nữa. Ba nướng đẹp lắm. Ba kinh nghiệm nướng tráng rất là lâu rồi. Ba lật dữ mà. Ba lật dữ lắm. Ba lật bánh tráng dữ lắm nên ba nướng rất là đẹp. Đó, giờ nó gần quân bình đây rồi đó. Trời, có cái nồi nướng quá trời ngon luôn mà. Nó sạch hơn cái bếp ha. Ừ, sạch hơn cái bếp, nó rộng rãi hơn cái bếp, nướng quá khỏe luôn. Lật đi. Mọi người thấy tài năng của con chưa? Mọi người gần thấy tài à, chắc hồi bị đen quá, chắc hồi thành ra da đen quá. Mẹ nó mới nói da đen là hoàn hảo à. Da đen là hoàn hảo nha mẹ. Xong rồi. Ê, nó còn có chỗ chưa chín. Nè, mấy cái biên nè. Cái biên này rồi sao? Đưa mấy cái biên vô vậy thôi, phải kiên nhẫn từ từ chứ. Con cái gì cũng phải kiên nhẫn mới làm được, không kiên nhẫn sao làm được chị? Làm cái món gì nhanh nhanh đi. Đó, phải làm vậy từ từ nó mới chín hết cái bánh. Chín hết chưa ba? Chưa, biên nó phải. Cũng gần chín hết rồi, nhưng mà có lẫm da đen rồi. Da đen hoàn hảo. Da vàng mới hoàn hảo. Rồi chín chưa ba? Sắp. Chín rồi nè. Coi. Nó còn nổ là nó còn sống. Ủa vậy hả? Thôi ra luôn đi. Rồi, cho ra lò. Con thử một cái nữa. Ra lò một cái. Wow. Đúng là da đen hoàn hảo của Khánh. Da đen phù luôn. Ba hãy coi đi, nhất định cái này của con sẽ là một câu chuyện khác. Rồi, nướng cái thứ hai coi. Con sẽ rút kinh nghiệm. À, xoay cái biên trước hả? Đúng rồi. Sao thấy nó không lên vậy? Từ từ, phải để vô cho nó, từ từ nó mới chín được mẹ chứ. Mẹ đừng có hại con nha. Đó, nó bắt đầu nổ rồi đó. Ủa nghe mùi giống như nãy rớt cục thịt vô sao rồi. Lật đi Khánh, lật cái chén đi Khánh. Đau đau, chưa gì mà mẹ bình tĩnh, mẹ bình tĩnh. Con để đại vô giữa coi. Thôi, mẹ phải từ từ kiên nhẫn mới thành công. Để con miếng. Từ từ. Con nhất định cái này của con sẽ không khét, để con sẽ gái tiếp nè. Ngày mai là chủ nhật rồi sao mọi người? Chủ nhật rồi tới thứ hai là ngày đi làm đi học ha. Ôi.
Mẹ tới rồi. Thứ hai em phải đổi giờ học, em phải dậy từ lúc 5 giờ khuya để em học lần mới đi học kịp. À ba ơi. Đó chưa mà, chưa khét mà. Lắc bánh. Chưa khét cái nào khét hơi phải cho nó ve ra liền. Rồi thấy chứ này rút kinh nghiệm chín vòng vòng biên gần hết rồi đó. Ừ, giống nạo dừa quá, nạo dừa cũng nạo vòng vòng ha. Chín vòng. Nó dừa dừa. Wow, khách rất hoàn hảo rồi mọi người ơi. Con cái này hoàn hảo đi để con còn đi gái nữa. Lật. Rồi giờ bỏ vô nằm chính giữa bình thường rồi nó chín đều rồi đó. Khoan ba. Lật con một miếng nữa. Còn một chút xíu nữa thôi. Rồi. Rồi, cho nằm giữa vậy đó, xoay hồi là nó lật liền. Chín ở chính giữa nữa là nó ngon lành. Trời ơi, mẹ thấy chưa, con sắp gái được rồi. Trời ơi, đường tương lai rộng mở. Cái chỗ khác kéo ra ngoài, đừng cái chỗ cái chỗ khác vô than. Chưa hết giá sớm vậy. Chưa. Còn một số lỗ chưa chín. Vẫn chưa khác đâu, mới hơi hè. Nó còn số chỗ trắng cho nó vàng lên cái nữa là hoàn hảo. Còn rồi, nó vàng rồi đó. Vẫn còn đẹp hả? Lật đi, lật đi. Lật đi, giờ lật mau rồi, lên. Rồi, ngon lành. Sau một cái. Quá ngon. Rồi, vậy ngon rồi. Cái trời này vô, nướng này ngon. Tới ai? Quá than nhiều quá. Cái nữa đó. Có khô, có bánh, có khô gì à, nướng rồi, này ngon hết là. À đúng rồi, lấy khúc mực ra. Lấy khúc mực đi, trời ơi. Lấy khúc mực cái nướng. Không quay đâu. Bây giờ nướng bánh tráng xong, giờ chuyển qua nướng nướng khô mực luôn các bạn. Rồi, nướng mấy con mực luôn các bạn ơi. Rồi khỏi ấy cũng được, con khỏi con bật quay lên là tự động nó cháy đèn anh chứ gì. Quay vậy ha. Khô mực thì không có trở như đây cái em thôi. Cái này hơi mệt nha. Khô mực là phải nướng sao cái đầu của nó ngay cái râu nó chín là thân nó sẽ chín, cái râu với cái đuôi nó chín là thân nó sẽ chín. Sao nói con mực là thấy lửa là chín. Cho nó ha. Giờ em nghĩ là ngay mấy cái râu nó là nó lâu chín ngay chỗ đó. Nó xuống lửa là nó sẽ chín. Tại vì nó nhìn thấy lửa là nó sẽ chín. Cái râu với cái đuôi nó mặt nó đầu. Cho nó nhìn. Rồi đó mẹ. Rồi đó nữa nó chín quen cái nữa là xong á. Chồng còn mấy con mực. Còn hai con. Chút nướng hết luôn ăn cho nó đã. Đi ra coi nè, nướng mà luôn bây giờ. Nê ơi, nè. Nè. Chỗ khác chơi con. Ủa vậy clip TikTok của tôi nó ngủ vậy khách? Clip TikTok có 60 giây không? 60 giây gì đâu mới đó, nhanh vậy. Chưa mà. Quay này xong lắm nữa, nó chín nữa. Rồi, thơm ngon, giờ có mùi thơm rồi. Làm sao ngay chỗ con mắt nó chín là nó ngon lành. Nó chín mà ngay giữa con mực không khét rồi ngon luôn. Bây giờ mình đưa cái bụng nó ra ngoài, mình đưa cái con mắt nó vô thôi. Gì mà nói là lấy cái máy sấy mà sấy vậy là nó chín đó. Làm sao nó chín được? Máy sấy sấy nhiệt độ cao ha. Nhiệt độ cao mình sấy nó dễ lắm. Sấy chỉnh nhiệt độ cao ha, hết lóc luôn. Hư tóc mình hết. Sao nó không quéo vậy?
thơm phức. Công nhận làm cái này nướng ngon thiệt chứ. 39k mà cái làm cái than cũng hơi vất vả. Không có vất vả tại vì mình không biết cách nhóm. Nhóm được mấy cục than vô. Ôi, bỏ cục cồn vô anh là nó cháy đã lắm. Tại chuyện có cục cồn chết cha, cháy hết một râu rồi. Quá thơm. Cái mình nó chín nữa anh. Ừ, cái mình mau chín. Có nghe chỗ con mắt đó là lâu chín á. À, mình xé cái mình nó ra trước đi được không? Xé cái mình nhìn con mắt nó không đẹp. Nướng phải còn nguyên râu, nguyên mình dính vô nó mới đẹp. Rồi, xong rồi mẹ. Con đi vô đây. Con cũng vô chơi lén hả? Mới dùm cái dĩa luôn đi, đựng đi. Lấy cái dĩa đựng mực lên gái ơi. Nó ăn hết thơm, không ăn hết vậy nướng ba con thay. Nhưng mà vẫn còn than. Bỏ than, nướng tới nguội ăn không hết, bỏ mai ăn không ngon rồi hết. Đi, đâu, ra. Nè mẹ. Để đâu vậy? Để lùi. Kỹ hàng, quá trời nhiệt. Quá đã ha, than thì mai mốt nướng, mai mốt làm nướng bánh tráng nữa. Trời ơi, em nướng ngon nè, bực này ngon rồi, quá ngon rồi nè. Muốn cỡ gì là đạt chuẩn rồi. Chín chưa anh? Chín rồi, vàng tươi rồi đó. Chín rồi, rồi, rồi ngon rồi. Em lấy ra ha. Rồi, bỏ ra đây, ra đây. Xong rồi. Wow, ngon. Mực nướng như vậy là hết lần. Rồi, anh Vinh vô luôn đi, em ở đây em dọn cái khu này. Rồi, mời các bạn dùng món mực. Quá ngon. Hôm nay mình quay tới đây thôi. Thôi mình để vậy rồi con mấy nê với con gấu nó lợi khổng mỏ nó không ta? Kim nó đâu nóng, nó đâu dám lại. Em để đây luôn, lát mình ra mình thăm ha. Okay. Rồi chào tạm biệt các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem. Vô thôi, tối quá rồi. Vô thôi.